Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối giúp các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì hôm nay thì là mai bắt đầu là cũng thứ bảy cuối tuần thì bên mình lại về được mình tồn kho ít những sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thì mình sẽ thanh lý xả kho giá rẻ cho các bạn, nốt mấy con tồn kho các bạn nhé. Hôm nay thì mình có mấy con tồn dồn kho, mình sẽ xả rẻ cho các bạn đây ạ. Mấy con tồn kho đây, mình có mấy con tồn kho. Mấy con tồn kho này thì nó cũng là lỗi, thì nó lỗi vật vặt thôi. Nói chung là mình mấy con này giá rẻ đây này. Đây, hôm nay nhà mình có 1, 2, 3, 4, 5 5 cây này là hàng tồn kho. Đó, 5 cây hàng này là hàng tồn kho các bạn nhé. Đây, con này là Samsung A8 này. Con này là A8 2018 này. A8 2015. Đây, con này là Samsung A8 2015. Con này thì pin nó hơi bị kém một chút nhá. Samsung A8 2015 ạ. Máy rất là đẹp ạ. Pin con A8 2015 này pin thì nó hơi kém một chút. Bên mình đang thanh lý bạn giá 1,2 triệu nhá. Samsung A8 2015. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá 1,200K các bạn nhá. 1,200K đây. Pin thì nó kiểu pin kiểu con A8 2015, đời 2015 này thì pin nó cũng ra cũng lâu rồi mà. Con này máy liền khối mà, pin thì cũng hơi bị kém một chút. Bên mình xả cho các bạn là 1,200K nhá. Con này đang hết pin mất nhá. Máy zin nguyên bản các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2015 này các bạn nhá, hàng mình là sớm nhất nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý cho các bạn với giá là lợn chết nhá, 1,200K. Pin hơi bị kém một chút. Con này nó bản công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhá. A8 2015 đây ạ. 1,200K, pin thì hơi bị kém một chút nhé. Và con này là con Oppo F1S ạ. Đấy, Oppo F1S thì con này thì tình trạng là máy rung bình thường. Tình trạng là tất cả máy rung bình thường, chỉ mỗi tội là sóng nó kém một chút nhé. Đấy, sóng ở cái SIM thì nó bị kém các bạn nhá. Đấy, sóng ở SIM thì con này bị kém. Con này thì mình sẽ xả các bạn với giá 800K nhé. Oppo F1S Wi-Fi bình thường. Các bạn có thể là mua về tải Zalo, Facebook gọi Wi-Fi cũng được nhé các bạn nhé. Đó, hoặc là các bạn học sinh mà không cần dùng SIM ấy thì các bạn có thể là mua sản phẩm của Oppo F1S này về các bạn để xem phim nghe nhạc rất là ok, hoặc chơi game cũng rất là tuyệt vời nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB các bạn nhá. Đấy, con Oppo F1S con này tình trạng là máy bị sóng kém, bên mình xả cho bạn với giá là 800K nhá. Đấy, mấy con giá lợn chết đấy. Và con này, hai con Mi này 400K. Hai con Mi này 400K thì nó là bản tiếng Anh nhá các bạn nhá. Mi này 400K bản tiếng Anh. Nhà các bạn mà có cái em nhỏ ấy, các bạn mua về thì mua về tải YouTube xem phim nghe nhạc hoặc là lắp một SIM phụ là một máy gọi rất ok nhá. Con này là toàn là tiếng Anh các bạn nhá. Con này thì nó chưa chạy tiếng Việt nhá. Đây. Con này thì toàn tiếng Anh, máy như kiểu mới luôn, máy đẹp thì như mới luôn ạ. Pin rất là to đấy. Đấy. Đây. Pin rất là to đấy. Này. Pin của nó không biết là mấy nghìn các bạn. Pin con này thì nó là gì nhỉ? Pin của nó mấy nghìn ấy. Mình không thấy cái dung lượng ở đây. 2000. Pin của nó pin 2000. Con này biết mấy SIM, một SIM hay sao ấy. Hình như là một SIM các bạn ạ. Con này hình như là một SIM các bạn nhé. Đây. Máy còn zin tem của Xiaomi luôn đấy. Đây, zin tem Xiaomi luôn này. Mình xả cho các bạn này với giá là 400K một con, nhưng mà toàn chạy tiếng Anh nhá. Các bạn là mua về xài một SIM nghe gọi, là một máy phụ nghe gọi này, đỡ mất đỡ tiếc cũng ok nhá. 400K một con Xiaomi này ạ. À, nhưng mà dùng toàn tiếng Anh, các bạn có thể là tải YouTube, Facebook về, các bạn có em nhỏ xem phim rất là ok nhá. À, con Mi này là 400K nhá. À, 400K một con hai con Mi này nhá. 400K một con nhá. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi này các bạn nhắn hàng mình là sớm nhất nhá. 400K một con nhá, toàn tiếng Anh nhá. Đấy. Và con này là con Soli Z3. Z3 thì con này tất cả là máy dùng bình thường. Tình trạng là mỗi bị hỏng cái mic đấy nhé các bạn nhé. Hỏng mỗi cái mic. Các bạn muốn nói chuyện bằng SIM ấy, các bạn có thể là gọi điện kích loa ngoài lên là ok nhé. Con này thì đang bị hỏng mic một chút. Thì bên mình đang bán mạng với giá là 600K nhé. Con Soli Z3 màu đen này ạ. Bên mình đang bán mạng với giá là 600K. Con này tình trạng thì máy bị hỏng lỗi mỗi mic các bạn nhé. Này, lỗi mua mic, các bạn có thể là nếu mà nghe gọi các bạn có thể là kích loa ngoài ra để nói chuyện rất ok các bạn nhé. Soli Z3 lỗi mic này thì là 600K các bạn nhé. Đấy, nhà mình có 600K này, 400K này, 800K và 1,200K.
mấy con này là nói chung là mấy con này thì nói chung lỗi vặt thì mình cũng tả luôn cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm giá rẻ này mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em học sinh thì các bạn liên hệ trực tiếp qua Zalo này và số điện thoại mình đấy nha các bạn nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình gần, có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình, và ở xa thì bên mình có ship các bạn nhé. Và mình sẽ bỏ tặng ở đây đấy, rất là rẻ. Cuối tuần thì bình thường thì bây giờ từ giờ trở đi cuối tuần thì mình sẽ xả những con điện thoại coi như là thanh lý, các bạn phải xả là nói chung là lợn chết cho các bạn nhé. Và đây là hai con iPhone 6 lock đấy, iPhone 6 lock. Hôm nay nhà mình vừa về được con iPhone 6 lock đấy. Tình trạng là tất cả là dùng bình thường, vân chân vân tay đủ các bạn nhé. iPhone 6 lock đấy, iPhone 6 lock vân chân vân tay đủ. Đấy, hai con này thì là phiên bản iPhone 6 lock này. Mình xem nó bao nhiêu ghi các bạn nhé. Đây. Con này 64 GB này. Đấy, 64 GB. Đây, iPhone 6 lock hôm nay về mình hai con. Ui à, hai con này là 64 GB nhé. Đấy, hai con iPhone 6 lock này 64 GB. Bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu mốt một con nhá. 1 triệu mốt một con. iPhone 6 6 lock nhá. iPhone 6 lock ạ. À. Các bạn về mua SIM ghép vào là về là xài Vivo ok vô tư nhé. iPhone 6 lock đấy. Bên mình thanh lý bạn với giá là 1 triệu mốt một con. Hai con đều là bản 64 GB. Vân chân vân tay đủ các bạn nhá. Đấy, 1 triệu mốt một con, rất là rẻ cho các bạn nhé. iPhone 6 lock đấy. Đấy. Rẻ bằng giá coi như là 5S luôn các bạn nhá. Rẻ bằng giá 5S, tội gì các bạn phải mua 5S làm gì đâu. Đấy, rất ok. Và đây. Và con này thì là 400K này. Con này là Samsung Galaxy V. Con này thì dùng bình thường nhé. Đấy, con này Galaxy V. Dùng bình thường, máy zin nguyên bản luôn nhé. Con này đời đầu nhưng mà máy zin nguyên bản luôn, Galaxy V ạ. À. Con này thì là hai SIM hai sóng, bên mình đang bán bạn với giá là 400K nhá. Bạn nào thích sản phẩm Galaxy V thì các bạn nhắn hàng về sớm nhất nhá. 400K Galaxy V đấy ạ. Đấy, và con này là Samsung Z5 2015. Con Z5 2015 này, con này thì là bản công ty, hai SIM hai sóng. Z5 2015. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Samsung Z5 2015 này, 1 triệu đồng này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 2015 này các bạn cho hàng là sớm nhất nhá. Đấy, Z5 2015. Bên mình thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Z5 2015 đấy ạ. Đấy, điện thoại cũ hôm nay mình sẽ toàn từ giá 400K đến 2 triệu 300K kiểu nhá. Đây ạ. Và con này là Samsung, con này là Samsung A7 2017 ạ. Hôm nay mình vừa mới về được con này Samsung A7 này. Samsung A7 2017. Con này thì là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu 300k các bạn nhá. Đấy, A7 2017. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu 300k đấy. Đấy. Con này phiên bản là gì nhỉ? 2 SIM 2 sóng nhá. Samsung A7 2017 màu đen bóng đấy ạ. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. Đó, đẹp trên 90%, màn hình con này là 5,5 inch. Nhưng mà 5,5 inch ngày xưa nó cực kỳ là to, cực kỳ lớn nhé. Bên mình đang bán bạn giá là 2 triệu 300k Samsung A7 2017 đấy ạ. Màu đen rất là đẹp ạ. Đấy, và con này là Samsung Z4 Plus. Hôm nay nhà mình vừa mới về được con Samsung Z4 Plus này các bạn nhé. Z4 cộng này. Z4 cộng này thì bên mình đang bán bạn giá là 1 triệu 550k. Z4 cộng này 1 triệu 550.000. Đấy, màn hình thì là 6 inch. Đây, màn hình là 6 inch. Đấy, 6 inch nhá. Chữ rất là to, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là ok ạ. Samsung này Z4 Plus. Bên mình đang bán bạn giá 1 triệu gì nhỉ? 550k các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Z4 Plus để các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. Các bạn mua về tặng các ông bà bố mẹ người thân rất là ok ạ. 1 triệu 550.000 rất là rẻ các bạn nhá. Và đây là con Samsung A7. À, con này là A7 20 gì nhỉ? A7 2018, A7 2018, con này là bản Hàn một SIM nhá. A7 2018 con này là bản Hàn một SIM. RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB. Đây, camera 3 camera, một đèn flash. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu 400k các bạn nhá. 2 triệu 400k sản phẩm Samsung A7 2018 phiên bản Hàn Quốc một SIM. Bên mình đang bán mạng giá 2 triệu 400k, rất là rẻ các bạn đấy nhá. Đây A7 2018 đấy. Và con cuối cùng buổi tối ngày hôm nay, ở đây mình sẽ còn mấy con nữa, chưa phải cuối cùng đâu.
Mình dùng một cân và rẻ các bạn. Chưa phải khủng nhé. Và đây là con Vivo, con này là Vivo Y gì nhỉ? Y11, hôm nay mình vừa về con Y11 đấy các bạn nhé. Y11 hình thức là máy còn 90% các bạn nhé. Máy màu mận chín, đẹp 90%. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Pin con Y11 này là pin 5000, màn hình là hơn 6 inch, tràn viền, tai trâu tai bò đấy ạ. Y11 đấy ạ. Pin 5000, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, máy đẹp còn 90%. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, Y11 2 triệu đồng, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Đấy, pin 5000 bạn dùng thì thật với các bạn. Nói chung là chỉ có đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt ít nhá. Và con cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony là Sony XA này. Sony XA thì là màn thì nó hơi bị vỡ kính này. Nó bị hơi bị vỡ kính, nó hơi bị mành mành một chút nhá. Bên mình thanh lý xác cho các bạn với giá là 500k nhé. Đấy, 500k. Nó hơi bị vỡ kính một chút này. Đây, màn thì nó hơi bị mành mành một chút này. Màn thì nó hơi bị mành mành một chút. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 500k nhá. Các bạn mua về tặng cho các em nhỏ rất là ok ạ. Đấy. Khách bị rơi vỡ kính này. Mình đang bật nguồn lên Sony thì nó lên nguồn hơi bị lâu một chút. Các bạn chờ một tí mình lên nguồn. Quên mình không ý rồi, mình không quên, mình không hỏi mật khẩu rồi. Con này thì khách bị cắm cho mình. Để mai mình phá sau, nói chung là bọn này cũng phá được hết. Đây. Con Sony XA tình trạng là máy rung bình thường, máy bị vỡ kính này, vỡ kính màn hình này, máy màn thì hơi bị mành mành một chút nhá. Bên mình xả cho bạn với giá 500k. Các bạn mua về cho các em nhỏ chơi game, xem phim, nghe nhạc rất là ok các bạn nhá. Đấy, rất nhiều máy giá rẻ cho học sinh, sinh viên. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình có mẫu sản phẩm điện thoại cũ thanh lý giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn phải nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn nào gần trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng của mình. Và bên mình thì có bảo hành lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm. Và tất cả lời khuyên của mình, các bạn đi mua hàng online không thì các bạn nên đi mua hàng online. Thời điểm dịch Covid đang diễn biến phức tạp thì các bạn nên mua hàng online. Các bạn đỡ phải hạn chế ra đường, nói chung là ra đường bây giờ rất là nguy hiểm. Nói chung là chỗ các bạn nào mà có vùng dịch thì các bạn nên ở nhà. Mua hàng online thì theo lời khuyên của mình, các bạn mua hàng online thì các bạn cọc cho shop cho mình trước, ví dụ 100k hoặc là 200k hoặc là 500k tùy các bạn. Đấy, đấy là tùy của các bạn. Các bạn cọc bao nhiêu cũng được. Còn các bạn nên chọn ý thức là nhận hàng thanh toán nhé. Tại vì nhận hàng thanh toán biết là sao? Ví dụ bình thường mình gửi cho các bạn là cái điện thoại giữa Samsung này chẳng hạn. Ví dụ mà chẳng may mà đi đường chỗ ship hàng người ta bên mình thì không, ví dụ bên mình không đổi hàng, không cháo hàng, nhưng mà bên ship hàng họ cháo viên gạch vào đấy chẳng hạn, hoặc là con cục gạch vào đấy chẳng hạn, thì các bạn nhận hàng mà các bạn không kiểm tra hàng ấy, thì lúc mà các bạn mà nhận hàng rồi và các bạn mà kiểu sau này các bạn về kiểm tra sau ấy thì nó rất là phức tạp. Thì theo cái lời khuyên của mình ấy thì các bạn là nên chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhé các bạn nhá. Đấy, theo lời khuyên của mình. Bình thường như kiểu mình gửi cho các bạn chẳng may mà máy móc làm sao ấy thì các bạn lại hoàn lại cho mình luôn, cho nên nhanh cho tiện nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho học sinh, sinh viên. Thì các bạn nào xích sản phẩm nào các bạn liên hệ trực tiếp sớm cho mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một tối ngon. Và mai ngày nghỉ cuối tuần, và mai thì bắt đầu là một ngày cuối tuần, ngày kia thì các bạn là một ngày nghỉ vui vẻ nhá các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.